Cô xin chào tất cả các bác nhé. Tiếp tục quay trở lại với Lọc Yêu Kèm. Thì ở video này em lên hướng dẫn cho các bác báo giá và test một chiếc máy lọc ion kiềm của hãng Natuna. Chiếc này có mã sản phẩm là TK-780. Chiếc này được trang bị 5 tấm điện cực nhé. Và ở chiếc máy này thì bây giờ bên em sẽ thay lõi mới cho bác luôn, vì lõi chiếc này thì nó đã hết rồi. Thì bên em thay lõi mới tinh 100% cho bác luôn nhé, và test và báo giá cho bác luôn. Chiếc máy này thì nó được trang bị 5 tấm cực và cho ra được 1, 2, 3, 4, 5, 6 loại nước các bác nha, 6 loại nước khác nhau. Và bên dưới này thì nó có những cái nút đây, bên dưới này nó có xem bảng điều khiển để chúng ta reset lõi nhá, reset lõi và chỉnh các cái mức hẹn hoặc hẹn giờ ở bên dưới này. Đây là cho các bảng điều khiển đây nhá. Đây là cấu tạo của máy nhé. Đường dây cấp xả thải của máy này thì vẫn còn nguyên bản của nó luôn, rất là dài. Tình trạng máy cực đẹp nhé. Tình trạng máy còn rất là mới, rất là đẹp nhé. Mã Mizutopia TK780. Bây giờ em sẽ kết nối nước nhé. Em sẽ mang rồi kia kết nối nước, và tại cái đường nước bên trong nhà em nó đang trục trặc, thì bây giờ em sẽ kết nối nước ở bên ngoài và test cho bác chiếc máy này Natuna TK780. Các bác có nhu cầu mua máy lọc ion kiềm thì liên hệ trực tiếp qua số là 0862 594 684 giúp em nhé. Các bác giờ chờ chút, bây giờ em sẽ kết nối nước và sẽ test cho các bác nhé. Rồi, bây giờ em sẽ test cho các bác các cái mức điện phân của các bác nhé, từ các cái mức 5.5 đến trung tính rồi đến các mức kiềm. Sẽ bắt đầu lấy từ mức acid nha. Lên mức trung tính nha. Mức trung tính thì chúng ta dùng để uống thuốc hoặc pha sữa nhé. Còn cái mức acid thì chúng ta dùng để tẩy trang, vệ sinh vết thương. Mức này chúng ta dùng để tẩy trang, vệ sinh vết thương này. Sang mức kiềm 1 nhé. Mức kiềm 2, mức 9.0 rồi. Mức kiềm 3 là mức 9.5 thôi nhá. Và mức cao nhất là mức 10.5. Còn bây giờ sẽ dùng quỳ tím và test các mức nước cho các bác nha. Bắt đầu từ mức acid nha. Bắt đầu từ mức acid này. Màu rất là đỏ này. Mức trung tính này. Mức kiềm 1 này. Kiềm 2 này. Kiềm 3 này. Và mức cao nhất này. Đấy. Ok các bác nha. Chiếc máy này thì em đã thay lõi mới nhá, mới 100%, lõi 12.000 lít này. Và
Các bác có nhu cầu mua chiếc máy này thì hiện tại bên em đang bán cho bác với giá là 7 triệu rưỡi nhá. Chuyển khoản hết 3 ship toàn quốc. Rồi cảm ơn tất cả các bác theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác nhé.